Chào mừng các bạn học sinh đến với bài giảng trực tuyến của khối 3, trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Tiết học ngày hôm nay, cô và các bạn sẽ học môn tự nhiên và xã hội tuần 22. Trước hết, các bạn cùng với cô ôn lại bài cũ và một số câu hỏi sau. Câu hỏi số 1. Em hãy kể tên hai loại rễ chính của cây. Câu hỏi số 2. Rễ của một số cây được sử dụng để làm gì? Các bạn có 10 giây để vừa suy nghĩ và trả lời. 10 giây bắt đầu. Đã hết 10 giây, các bạn cùng với cô tìm đáp án của hai câu hỏi vừa rồi nhé. Câu số 1. Em hãy kể tên hai loại rễ chính của cây. Trả lời. Có hai loại rễ chính, rễ cọc và rễ chùm. Câu hỏi số 2. Rễ của một số cây được sử dụng để làm gì? Trả lời. Rễ của một số cây có thể làm thức ăn cho con người, làm thuốc, làm ghế hoặc làm cảnh. Qua hai câu hỏi, cô thấy các bạn nắm vững bài cũ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học bài mới môn tự Chúng ta sẽ cùng nhau học bài mới môn tự nhiên và xã hội, bài 41 thân cây. Sau bài học này, các bạn sẽ nhận dạng và kể được tên một số cây có thân mọc đứng, thân leo, thân bò, thân gỗ, thân thảo. Các bạn sẽ phân loại một số cây theo cách mọc của thân, đứng, leo, bò và theo cấu tạo của thân, thân gỗ, thân thảo. Chúng ta cùng bước vào bài học ngày hôm nay thôi nào. Mời các bạn cùng quan sát 3 bức tranh sau đây. Tranh số 1, cây nhãn. Tranh số 2, cây bí đỏ. Tranh số 3, cây dưa chuột. Bằng vốn hiểu biết của mình, các bạn hãy chỉ ra đâu là cây có thân đứng, đâu là cây có thân leo và đâu là cây có thân bò trong các hình trên. Chúng ta sẽ dựa vào cách mọc để phân biệt. Các bạn có 5 giây để suy nghĩ và trả lời. 5 giây bắt đầu. Đã hết thời gian, chúng ta cùng kiểm tra kết quả nhé. Tranh số 1, cây nhãn có thân đứng, cây bí đỏ có thân bò và cây dưa chuột có thân leo. Chúng ta tiếp tục câu hỏi tiếp theo. Trong các loại cây trên, cây nào có thân gỗ, cây nào có thân thảo? Các bạn cũng sẽ có 5 giây để vừa suy nghĩ và trả lời. 5 giây bắt đầu. Đã hết thời gian, chúng ta cùng xem kết quả nhé. Cây số 1, cây nhãn có thân gỗ, cây bí đỏ có thân thảo và cây dưa chuột có thân thảo. Các bạn giỏi quá. Bây giờ các bạn hãy tiếp tục xác định thân của các loại cây. Nhớ phân loại theo cách mọc và cấu tạo nhé. Tranh số 4, cây rau muống. Tranh số 5, cây lúa. Tranh số 6, cây su hào. Và trang số 7 là các loại cây to trong rừng. Các bạn có thời gian 15 giây để suy nghĩ. 15 giây bắt đầu. Đã hết 15 giây. Cô cảm ơn ý kiến của các bạn. Các bạn đều có câu trả lời đúng. Theo cách mọc thì chúng ta có cây rau muống là thân bò, cây su hào, cây lúa, cây trong rừng là thân đứng. Còn theo cấu tạo, chúng ta có cây rau muống, cây lúa, cây su hào là thân thảo và các loại cây to trong rừng là thân gỗ. Tổng hợp các loại cây mà chúng ta vừa tìm hiểu, phân loại theo cách mọc và cấu tạo. Về phân loại thân theo cách mọc thì có các dạng thân đứng, thân bò, thân leo tương ứng với các cây. Thân đứng là cây nhãn, cây lúa, cây su hào, các cây gỗ trong rừng. Thân bò có cây bí đỏ, cây rau muống và thân leo có cây dưa chuột. Nếu chúng ta phân loại theo cấu tạo thì gồm có thân gỗ và thân thảo. Thân gỗ là cây nhãn, các cây gỗ trong rừng và thân thảo là các loại cây còn lại. Cô có một câu hỏi nhỏ dành riêng cho các bạn. Các bạn hãy cho cô biết cây su hào có gì đặc biệt? Bạn nào biết nào?
rồi, cây sung hào đặc biệt bởi vì chúng có phần thân phình to ra thành củ, tạo thành củ su hào mà chúng ta ăn hàng ngày đó các bạn. Cô có một bài tập nhỏ dành cho các bạn. Các bạn hãy dựa vào vốn hiểu biết của mình, phân loại các tên cây để điền vào trong bảng cho phù hợp. Chúng ta có các loại cây: xoài, ngô, trầu không, cà chua, dưa hấu, bí ngô, cơ nia, cau, tía tô, hồ tiêu, rau ngót, dưa chuột, mây, bưởi, cà rốt, rau má, phụng vĩ, lá lốt và hoa cúc. Các bạn sẽ có nhiệm vụ phân loại các cây vừa nêu trên theo cấu tạo và theo cách mọc của chúng. Cấu tạo cô nhắc lại có thân gỗ và thân thảo. Theo cách mọc là thân đứng, bò và leo. Bây giờ các bạn sẽ có thời gian là 3 phút để sắp xếp các loại cây cho phù hợp nhé. 3 phút bắt đầu. Thời gian 3 phút, các bạn hãy kiểm tra xem kết quả của các bạn đã trùng khớp với kết quả của cô không nào. Cô có cây xoài, cây cơ nia, cau, bàng, phụng vĩ, bưởi là các loại cây thân gỗ và cũng là các loại cây thân đứng. Cây mây là loại cây thân gỗ và cũng là cây thân leo. Về các loại cây thân thảo như là cây ngô, cà chua, tía tô, hoa cúc, chúng là thuộc thân đứng. Cây bí ngô, rau má, lá lốt, dưa hấu vừa thân thảo và vừa là thân bò. Trầu không, hồ tiêu, dưa chuột là thân thảo và cũng vừa là thân leo. Các bạn ơi, các bạn có sống với đáp án của cô không nào? Các bạn giỏi quá. Chúng ta cùng sang phần tiếp theo nhé. Hôm nay chúng ta đã được tìm hiểu về thân cây. Vậy thân cây có những đặc điểm gì? Các bạn cùng với cô xem phần kết luận. Thân cây có các đặc điểm sau. Các cây thường có thân mọc đứng, một số cây có thân bò, thân leo, có loại cây thân gỗ, có loại cây thân thảo. Cây su hào có thân phình to ra thành củ. Đây là ba đặc điểm chính và nội dung của bài học ngày hôm nay. Các bạn lưu ý giúp cô. Sau đây cô có một vài câu hỏi, các bạn chú ý lắng nghe và tìm cho cô câu trả lời đúng nhất nhé. Câu số 1, cây giá đỗ có thân thuộc loại A. thân đứng, thân thảo, B. thân leo, thân gỗ, C. thân leo, thân thảo. Các bạn sẽ có thời gian là 3 giây để suy nghĩ và trả lời. 3 giây bắt đầu. Đã hết thời gian, chúng ta cùng tìm xem đáp án. C. thân leo, thân thảo. Cây giá đỗ là cây có thân thuộc loại thân leo, thân thảo. Đáp án chính xác nhất là đáp án C. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang câu hỏi số 2. Câu 2, cây có thân phình to ra thành củ là A. cà rốt, B. su hào, C. dưa hấu. Các bạn có 3 giây để suy nghĩ và trả lời. 3 giây bắt đầu. Đã hết thời gian. À, đúng rồi. Câu trả lời của bạn rất chính xác. Cây su hào là cây có thân phình to ra thành củ. Vậy cô đố các bạn nhé. Cây cà rốt và cây dưa hấu, cây nào có đặc điểm tương tự như cây su hào? À,
Cây cà rốt là cây có đặc điểm đặc biệt tương tự như cây su hào, bởi vì cà rốt cũng phát triển từ một bộ phận phình to ra của cây, đó chính là rễ cây. Các bạn lưu ý phần này nhé. Qua bài học ngày hôm nay, chúng ta đã tìm hiểu thêm được một bộ phận khác của cây, đó chính là thân cây, cũng như phân loại các loại cây theo cách mọc và theo cấu tạo của chúng. Nhiệm vụ của các bạn là ra vườn cây của nhà mình, ghi tên và phân loại các loại cây theo những gì chúng ta đã được học ngày hôm nay nhé. Qua tiết học này, cô có nhận xét rằng các bạn rất chăm chú học tập, hoàn thành hết được tất cả các bài tập cô giao. Cô có lời khen dành tặng đến tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.